Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Cảm ơn Ngài, tôi có lời của Chúa để chia sẻ với anh chị em. Dạ. Sứ điệp hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em với chủ đề là khi nào thì phép lạ xảy ra. Chắc chắn rồi, mỗi một anh chị em mình ngồi đây rất mong muốn rằng phép lạ xảy ra trên đời sống của mình. Ai đó đang bệnh tật, ai đó đang khó khăn, ai đó đang muốn khôi phục gia đình, ai đó đang có một ước mơ, một cái điều gì đó khao khát trong Chúa. Và chúng ta tự hỏi rằng khi nào thì phép lạ xảy ra đây? Cho nên hôm nay tôi cậy ơn Chúa để nói về điều này. Anh chị em biết không, phép lạ luôn xảy ra đằng sau lời của Đức Chúa Trời. Đó là lẽ thật đầu tiên mà tất cả anh em mình cần ghi nhận. Chúa phán và mọi sự xảy ra. Chúa phán và trời đất được dựng lên. Chúa phán và ánh sáng được tạo dựng. Chúa phán và muôn loài được dựng lên. Chúa phán và cơn bão im lặng. Đằng sau lời của Đức Chúa Trời luôn có phép lạ. Trong Thi Thiên 119 câu 89, hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Lời Ngài được vững lập. Và trong Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 24 chép, mọi lời xác thịt đều như cỏ, mọi vinh hiển của nó như hoa cỏ ngoài đồng, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Chúa còn lại đời đời. Lời của Chúa là gì? Quyển sách anh chị em cầm trên tay là gì? Tôi có thể nói lời của Chúa chính là tư tưởng và ý định của Đức Chúa Trời cho thế giới và muôn loài đang sống trong nó. Lời của Chúa chính là tư tưởng và ý định của Ngài. Ngài bộc lộ ra cho chúng ta được hiểu, được biết. Cho nên hiểu được lời Chúa là hiểu được chính mình và thế giới mình đang sống. Tôi nhắc lại, nếu chúng ta muốn hiểu chính mình và thế giới mình đang sống, cái chúng ta cần hiểu là trước hết hiểu lời của Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị lầm lạc. Ngày xưa khi tôi còn học trong trường đại học đó, nó có một cái môn gọi là môn vẽ kỹ thuật. Vẽ kỹ thuật. Và môn đó người ta dạy rất là kỹ, vì tôi học về ngành kỹ thuật điện máy mà. Cho nên là mọi chi tiết máy đều có bản vẽ. Cả một cỗ máy như vậy phải vẽ trên bản vẽ. Để làm gì vậy anh chứ? Tại sao người ta phải dạy mình cách vẽ và trình bày bản vẽ? Trên bản vẽ có những thông số kỹ thuật, tại sao? Vì khi anh chị em làm việc với một con người, người đó muốn hiểu cỗ máy, muốn hiểu chi tiết máy, anh chị em không cần thiết phải dẫn họ đến cái máy bự như cái nhà này, chỉ cho người ta tháo từng chi tiết ra. Không cần. Anh chị em chỉ cần đưa cái bản vẽ đó và cái người ta đọc và người ta sẽ hiểu hết toàn bộ cỗ máy của anh chị em. Thế giới này được tạo dựng ra bao lâu? Muôn loài, loài người, muôn vật, ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, vũ trụ, cách nó vận hành. Chưa kể những điều vô hình, những định luật vô hình. Làm sao chúng ta có thể đến rờ từng chi tiết? Làm sao chúng ta có thể mổ xẻ từng cái cây, từng con vật, từng cái hòn đá, từng hòn núi để xem thử nó có điều gì? Làm sao chúng ta biết được thế giới này sẽ đi về đâu? Làm sao mình rờ mó được? Thưa anh chị em, hãy đọc bản vẽ của Đức Chúa Trời. Và bản vẽ đó là Kinh Thánh anh chị em cầm trên tay. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa không chỉ tạo dựng chúng ta và muôn loài, nhưng Ngài còn để lại một bản vẽ. Cho nên người hiểu thế giới và loài người, người hiểu thế giới là người có những tư tưởng, hành động, hành vi phù hợp với lời Chúa. Người đó gọi là người hiểu thế giới này. Người hiểu thế giới này là người có những tư tưởng, những hành vi, những lời nói phù hợp với lời Đức Chúa Trời.
Anh chị em biết tại sao chúng ta có cái thuyết tiến hóa đặc quyền không? Chúng ta có cái thuyết đó bởi vì đặc quyền không đọc Sáng Thế Ký chương 1, cho nên ông ngọn nghĩ ra con khỉ thành con người, con gì thành con gì. Trong khi Đức Chúa Trời nói rõ ràng ban đầu ta tạo dựng lên con người và muôn loài, mọi thứ theo từng loài từng nhóm của nó. Cây cỏ là cây cỏ, con khỉ là con khỉ, con voi là con voi. Chính Adam đặt tên cho nó, không có khỉ nào thành người ở đây. Cho nên Đạo Nguyên đã sai lầm không đọc Sáng Thế Ký chương 1 và nghĩ ra một cái thuyết rất là sai trật. Anh em biết tại sao người ta ngày hôm nay ủng hộ và tung hô cái chuyện đồng tính hay không? Người ta dựng cờ ba sọc bốn sọc và người ta nói rằng ui tôi ủng hộ đồng tính, nam lấy nam bình thường, nữ lấy nữ bình thường, ui chuyện đó bình thường. Tại sao anh chị biết không? Vì họ không đọc Sáng Thế Ký chương 19. Sodom và Gomorrah bị lửa từ trời thiêu trụi cả thành phố vì cái sự đồng tính này. Người ta quên không đọc Roma chương 1, cho nên người ta vỗ tay tung hô những cái chuyện đó. Chưa hết đâu, tại sao thế giới hôm nay người ta ủng hộ nạo phá thai? Tại sao những đất nước đông dân nhất thế giới thì một năm có 348 triệu hài nhi bị nạo chết, máu đã đổ ra? Tại sao? Bởi vì người ta không đọc Sáng Thế Ký chương 1 rằng là bụi đất nắng lên thân thể này, nhưng Đức Chúa Trời hà sinh khí và linh hồn vào bụi đất. Người ta nghĩ rằng con người như cái trái cây, như con vật. Ô, thịt nó bổ béo quá cho nên lấy thai nhi nấu ăn luôn, không sao, bổ. Vì người ta không hiểu rằng có cái gì đó đang ở trong thân thể con người, và đó chính là linh và hồn của con người. Đó mới là điều quý giá. Người ta không chịu đọc để biết rằng linh hồn ở trong máu huyết, và khi máu huyết đổ ra thì đất bị rủa xả và tai nạn nó sẽ đến, thảm họa nó sẽ đến. Người ta không hiểu điều đó, cho nên người ta vỗ tay tung hô, cứ nạo thai đi, phá thai đi, thoải mái mà. Cho nên chen, loài người tràn ngập điều ác bởi vì người ta không chịu đọc bản thiết kế của Đức Chúa Trời. Loài người tràn ngập điều ác bởi người ta bỏ qua Kinh Thánh và tự nghĩ ra những triết lý của loài người, sống trong sự đen tối ngu dốt và lầm lạc, cuối cùng là hư mất. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta muốn hiểu mình và hiểu thế giới, muốn có một cuộc sống đúng đắn, chúng ta cần nhất thiết phải hiểu tư tưởng của Đức Chúa Trời qua những Kinh Thánh này. Thực sự cái sai lầm nhất của Cơ Đốc nhân không phải là hút thuốc uống rượu, không phải là giết người tà dâm. Sai lầm lớn nhất của Cơ Đốc nhân là tin Chúa rồi mà không đọc lời của Đức Chúa Trời. Sai lầm lớn nhất. Vì khi chúng ta hiểu lời Ngài thì sáng kém, chúng ta mới có thể được thay đổi, thay đổi tư tưởng, thay đổi lời nói, thay đổi hành vi. Một chiếc áo kia còn có thời giờ phải bỏ xà phòng vào giặt cho nó sạch, huống chi là tư tưởng hủ bại của con người. Điều gì làm cho nó sạch? Lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trong chương Văn chương 15 câu 3 chép: các con đã được nên thánh vì nhờ lời ta bảo trợ. Cho nên chị em, lời của Chúa rất quan trọng. Lời của Chúa có giá trị biến đổi cuộc đời và số phận của chúng ta. Lời của Chúa khi thẩm thấu vào đời sống mình, điều khiển tư tưởng, hành vi và lời nói của mình, nó có thể khiến mình được biến đổi. Cho nên ngày hôm nay anh chị em à, nếu anh chị em mình quan tâm đến những gì bền vững thì hãy nghĩ ngay đến lời của Chúa. Anh em muốn có một sự giàu có bền vững, hãy nghĩ đến lời Chúa. Anh em muốn có một gia đình bền vững, hãy nghĩ đến lời Chúa. Anh em muốn có một sản nghiệp, một công ty bền vững, hãy
hãy nghĩ đến lời Chúa. Anh em muốn có một mối quan hệ bền vững, hãy để lời Chúa chính giữ. Anh em muốn có một sức khỏe bền vững, hãy nghĩ đến lời Chúa. Vì những gì được tạo ra bởi lời Chúa thì còn lại đời đời. Còn những gì có người tạo ra thì nay còn nhưng mai mất. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, vũ trụ vẫn còn đời đời. Nhưng có những thành phố huy hoàng thời quá khứ, Babylon cổ đại, thành Ninive, anh em bây giờ lên trên mạng mà sợ, nó chỉ là một sa mạc hoang tàn, không còn cái gì cả. Bởi vì nó tạo dựng lên điều ác đến, làm bậy, ăn bậy, uống bậy, chơi bậy, Đức Chúa Trời hủy diệt nó. Bởi vì nó không có lời của Đức Chúa Trời. Cuộc sống chúng ta cũng vậy. Nếu muốn cuộc sống chúng ta bền vững, hãy xây dựng trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời. Amen chị em. Đó là điều chúng ta cần. Cho nên ở trong sách Giăng chương 15 câu 7 có chép: nếu các ngươi ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều mình muốn, các ngươi sẽ được điều đó. Trong Kinh Thánh của tôi đó, tôi có ghi chú ở bên lề cái câu này. Và tôi ghi chú điều gì? Tôi muốn chia sẻ điều đó cho anh chị em buổi sáng này. Tôi ghi chú là cái từ những lời ta trong tiếng gốc Hy Lạp, nó là Rema. Trong Hy Lạp có hai từ để diễn đạt cái từ lời, một từ là logos và một từ là rhema. Logos là những từ được ghi chép, những văn kiện được ghi chép ở trong sách vở. Rõ ràng chúng ta không thể nói rằng cái quyển kinh thánh này nó vào trong lòng tôi nó nằm, không thể. Nó là giấy, là mực, là chữ viết, ta không thể vào đây. Có ăn nuốt nó vào thì nó cũng tiêu hóa, nó đi ra đường nào cho nó không vào đây, nó không vào trong lòng. Cho nên chúng ta không thể nói logos ở trong lòng. Nhưng Kinh Thánh Chúa Giêsu chép là ví bằng những lời rhema của ta, hay nói nôm na là rhema là những lời đang phán, những lời Ngài đang nói, những lời mà Ngài nói bởi miệng của Ngài mà chúng ta nghe được, giữ trong lòng. Khi chúng ta nghe được điều đó thì tất cả những gì anh chị em cầu xin đều được thành cho. Đó là chi tiết cực kỳ quan trọng. Chúa chúng ta không phải là ông thần chết, Chúa chúng ta là đấng sống bởi Đức Thánh Linh. Điều quan trọng là gì? Chúng ta cần nghe được lời Ngài. Và muốn nghe được lời Ngài thì chúng ta phải đứng đúng vị trí. Tôi nhắc lại nha, muốn nghe được lời nghe, chúng ta phải đứng đúng vị trí. Nếu tôi giảng ở đây mà người ngoài đường thì muốn nghe không nghe được. Muốn nghe tôi nói phải vào bên trong, ngồi vào ghế như anh em, đứng vào đường không nghe được. Cho nên anh chị em có biết tại sao Chúa phải dùng lời Ngài tái sanh chúng ta không? Để chúng ta được gọi là con Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta có mối quan hệ với Ngài, nghĩa là chúng ta có chỗ đứng đúng đắn trước mặt Ngài. Và từ vị trí đó chúng ta mới có thể nghe được lời Ngài. Tôi trở lại vấn đề, nếu để cho lời của Đức Chúa Trời thay đổi tư tưởng, lời nói hành vi của anh chị em trở nên đúng đắn trước mặt Ngài, đừng để tư tưởng anh chị em sai trật, đừng để lời nói anh chị em sai trật, đừng để hành vi anh chị em sai trật. Lời đó bắt đầu ảnh hưởng đến anh chị em, lời đó bắt đầu sao ạ, kiểm soát hoàn toàn, điều khiển hoàn toàn tư tưởng, lời nói, hành động của anh chị em. Ngay lúc đó linh anh chị em nghe được lời của Đức Chúa Trời. Tôi muốn anh chị em lĩnh hội điều này. Rất nhiều người muốn nghe tiếng phán của Chúa, nhưng anh chị em ạ, tiếng phán của Đức Chúa Trời chỉ ở đúng vị trí mới nghe được. Cho nên tôi khích lại hỏi thánh,
hãy đọc Kinh Thánh, hãy nghe Kinh Thánh, hãy suy ngẫm Kinh Thánh ngay và đêm, để dập sạch tư tưởng của mình, để dập sạch lời nói của mình, để dập cho sạch hành vi của mình. Giống như tôi ở nhà, tôi có cái đài, cứ một ngày tôi nghe một sách, sách nào ngắn tôi nghe 3 sách. Cho nên vài tháng là tôi nghe đi nghe lại những Kinh Thánh, cứ từ sáng thế ký đến khải huyền. Nghe làm gì vậy? Nghe để những lời đó nó thấm vào trong con người mình, để khi mình suy nghĩ không có cái gì khác với lời Chúa. Thế gian này không có lời Chúa, cho nên nó hành động sai, suy nghĩ sai. Thế gian này lấy ác trả, nhưng lời Chúa bảo lấy thiện thắng điều ác. Thế gian này bảo rằng là hãy thơm gom góp để trở nên giàu có, nhưng nó ban ra để được giàu có. Nó khác lắm, rất khác. Và nhiều điều khác nữa. Chúng ta cần biến đổi tư tưởng, biến đổi lời nói hành vi. Nhờ gì? Đọc nghe suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời. Roma chương 12 câu 1 câu 2 chép: đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Anh chị thấy không? Nếu mà chúng ta đọc sách vở của đời này, nếu chúng ta đọc sách báo của đời này, nếu chúng ta nghe đài xem tivi của đời này, tư tưởng chúng ta không có gì khác cả, không có gì thay đổi cả. Nhưng nếu chúng ta gạt bỏ đời này để bắt đầu được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí mình nhờ lời của Chúa, thì anh chị em xuất hiện một khả năng. Khả năng gì ạ? Nhận biết được ý muốn tốt đẹp, trọn vẹn đẹp lòng của Đức Chúa Trời. Hay nói nôm na, anh chị em có một cái khả năng để nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy tin tôi đi, anh chị em chẳng bao giờ được biến đổi khi sắm một cái iPhone 11 mới 20 triệu. Anh chị em chẳng bao giờ được biến đổi khi mình mua xe mới, hay là chẳng bao giờ được biến đổi khi mà từ bỏ Việt Nam sang Nhật, sang Mỹ, sang Đức sau, như nhau cả thôi. Nhưng anh chị em được biến đổi khi ăn và nuốt lời của Đức Chúa Trời. Cho nên nhiều người nghĩ hơi nhầm chỗ này: ôi tôi mà đi chỗ khác sống được cuộc đời tôi chắc biến đổi. Không đâu, lừa dối anh chị em này, nan đề vẫn còn đó, buồn chán vẫn còn đó, đau đớn bệnh tật vẫn còn đó, tất cả y nguyên, không gì thay đổi được chúng ta. Nhưng nếu tâm trí chúng ta thay đổi thì cuộc sống chúng ta bắt đầu chuyển biến. Cho nên ở đây tôi mới ghi chú ở đây: tôi là ai là do tâm trí của tôi quyết định. Đọc và suy ngẫm, hành động theo lời Chúa khiến cho tâm trí của tôi thay đổi theo khuôn mẫu của Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn thay đổi theo khuôn mẫu nào? Nếu anh chị em mình muốn thay đổi theo khuôn mẫu của thế gian, hãy đọc nghe suy ngẫm những điều của thế gian. Nhưng nếu anh chị em mình muốn thay đổi theo khuôn mẫu của Đức Chúa Trời, hãy đọc nghe suy ngẫm và hành động theo lời của Đức Chúa Trời. Rất đơn giản, nó có hai lựa chọn. Và cuộc đời chúng ta nó cũng đi theo hai hướng đó. Dù chúng ta nói mình là cơ đốc nhân, nhưng nếu chúng ta không để lời của Chúa thay đổi đời sống mình, biến đổi tâm trí mình, thì chúng ta vẫn là cơ đốc nhân nhưng chịu sự điều khiển của ma quỷ và thế gian. Tiên tri TB Joshua nói có hàng triệu cơ đốc nhân đi nhà thờ nhưng mà quỷ điều khiển. Tôi thấy hơi lạ, nhưng mà suy nghĩ kỹ thấy ông nói đúng. Mình vẫn đi nhà thờ nhưng mà tâm trí, lời nói, hành động của mình quỷ nó điều khiển, bởi vì mình vẫn chưa được biến hóa bởi lời Chúa Trời. Cho nên phần thứ nhất, lời Đức Chúa Trời là gì, lời cái giá trị thế nào, hiểu thế nào là lời Chúa bên trong chúng ta. Lời Chúa bên trong chúng ta tức là mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Chúa phán mình nghe, mình nói Chúa nghe. Chúng ta có được một sự kết nối bởi sự dẫn dắt của Thánh Linh qua lời của Đức Chúa Trời,
gọi là lời của Đức Chúa Trời sống bên trong. Và người đó cầu nguyện điều gì? Được điều đó. Nhưng mà nó cần thời gian. Như tôi nói đó, giặt cái áo còn cần thời gian cơ mà. Cho nên giặt tư tưởng của mình cũng phải có thời gian. Chúng ta không thể gấp gáp được. Có người đến với Chúa, nói Chúa ơi con tin nhận Ngài, rồi sao? Nát đời con 5 phút sau biến hết. Làm gì có. Phải có thời gian để Đức Chúa Trời chuyển hóa này, biến đổi này. Tôi trở lại với chủ đề, khi nào thì phép lạ xảy ra? Khi có lời của Đức Chúa Trời bên trong. Đủ chưa? Tôi nói chưa đủ. Nó còn cần có một hành động của Đức Tin. Anh chị nghe Chúa phán phải không? Tốt lắm. Nhưng ngồi im khoanh tay thế này thì cũng chẳng có gì xảy ra. Chúa cần một hành động của Đức Tin. À, chúng ta đọc một câu chuyện để mình minh họa điều này nha. Một hành động của Đức Tin. Trong Ma-thi-ơ chương 14 câu 22 đến 23. Tôi nhắc lại rằng để cho phép lạ xảy ra thì điều tiên quyết đầu tiên là lời của Chúa phải sống trong lòng anh chị. Tư tưởng, lời nói, hành động của anh chị phải được sửa lại ngay ngắn đúng vị trí để cho lời đó có thể đi vào lòng được. Anh chị em mới nghe được, biết được, hiểu được. Đứng sai vị trí không nghe được. Rồi, tôi đọc câu chuyện này. Ma-thi-ơ chương 14 câu 22 đến 33. Sau đó Ngài giục môn đồ xuống thuyền, đi trước qua bờ bên kia. Trong lúc Ngài cho dân chúng về, khi cho dân chúng về rồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến Ngài vẫn ở đó một mình. Lúc bấy giờ thuyền đã ra giữa biển, bị sóng vỗ mạnh và gió ngược. Đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu bước đi trên mặt nước, mặt biển, đến với các môn đồ. Khi thấy Ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ kinh hoảng và nói rằng ấy là ma. Rồi họ la lên và sợ hãi. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán với họ rằng hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ. Phi-e-rơ thưa rằng lạy Chúa, nếu phải là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa. Ngài phán hãy lại đây. Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước đến với Đức Giêsu. Khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: Chúa ơi, xin cứu con! Tức thì Đức Giêsu đưa tay nắm Phi-e-rơ và nói rằng: Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ? Khi Ngài và Phi-e-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Những người trên thuyền quỳ lại Ngài mà thưa rằng: Thầy thật là con Đức Chúa Trời. Amen. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học về hành động của đức tin. Cũng là một câu chuyện đi trên biển. Dĩ nhiên cái thời đó, cái người đánh cá đó, mà thấy một cái hình bóng mà nó đi trên mặt nước, nó đến là toàn là sợ ma. Ma là ở trên mặt đường, biển nó đi. Canh tư là tầm 2-3 giờ sáng. Và anh em tưởng tượng đi, nếu phải là mình là cũng sợ nữa chứ đừng mà nói phải không chứ. Đang trên thuyền có một bóng người đi đi trên mặt nước, có người yếu tiên là chết đuối luôn, hay là chết điếu luôn, vỡ tim chết luôn. Cho nên cái vấn đề là ma nó không giết ai hết á, mà sợ nó giết. Tôi nhớ ngày xưa có người nghe kể câu chuyện là có một cái con hẻm kia, là người ta đồng các cái miếu ở đó, cho nên là 1-2 giờ đêm ma nó hiện ra đó. Mà người ta hay đi chơi về khuya, các anh chàng kia đi chơi về khuya lúc 1 giờ sáng. Xong mà trong làng đó có một người bạn, người ta nói bây giờ ta phải dọn cái thằng này cho nó đừng có đi chơi về khuya. Nó leo lên cái cây mà đi bắt ngang cái hẻm đó, leo lên đó, anh này vừa đi tới thòng hai chân xuống nó kẹp cái cổ, kẹp xong cổ thả ra thấy anh kia mà như còn 4 năm chứ chết điên luôn. Cho nên có người ta sợ. Tôi nói cho em rằng nan đề không giết người ta,
nhưng mà nỗi sợ giết chết người. Và các môn đồ hoảng sợ bảo con ma nó đang đến. Đó ạ. Tôi đọc toàn bộ lịch sử, tôi chưa thấy con ma nào nó đến nó cầm dao nó đâm ai hết. Nhưng mà tại sao người ta cứ sợ ma? Tôi không hiểu. Và anh em muốn không sợ ma không? Hãy lên núi cầu nguyện ở một mình. Ở một hai đêm là con như hết sợ luôn. Chẳng thấy con ma nào cả. Không có con ma nào hết. Cho nên các môn đồ ở đây bị sợ hổng sợ. Và Chúa Giêsu phải trấn an họ, yên lòng đi, ta đây đừng sợ. Sợ gì? Phê-rơ là nhanh nhậu nhất trong tất cả các sứ đồ. Ô Chúa phải không? Nếu Chúa phán đi, cho con đi trên mặt nước giống Ngài đi. Nếu mà Ngài không phán là Ngài là ma. Thế thì Chúa nói, được rồi, hãy lại đây. Tôi hỏi anh chị em là Phi-rơ có lời Chúa trong lòng chưa? Có chưa? Có. Ngay khi Chúa phán hãy lại đây, Phi-rơ đã nghe được. Phi-rơ đã có được một mạng lệnh, hãy lại đây. Chúa đang bảo Phi-rơ bước ra, đi. Nhưng mà tôi hỏi anh em câu thứ hai, nếu Phi-rơ không bước ra thì có phép lạ gì xảy ra không? Chắc chắn là không. Mặc dù Chúa phán rằng hãy bước đi trên mặt nước đi, nhưng nếu chúng Phi-rơ không bước ra thì không thấy phép lạ gì cả. Nhưng cảm ơn Chúa, ở đây Kinh Thánh đã dạy chúng ta một bài học gọi là hành động của đức tin. Hành động đức tin là gì? Là hành động theo sau mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần hành động. Mỗi một cuộc đời chúng ta thành công đều có hai yếu tố quyết định. Một là hành động của chúng ta, và hai là trách nhiệm của Đức Chúa Trời. Đừng nghĩ rằng Ngài làm tất cả. Nếu ai nghĩ rằng Chúa làm tất cả là người sai. Ôi Chúa ơi, cứu con khỏi cái này. Rồi ngồi khom tay đó. Tôi đảm bảo cho em 10 năm cái gì cứu. Chúng ta có hành động đức tin để khiến phép lạ xảy ra. Phi-rơ đã có hành động đức tin. Bão tố đang nổi lên, sóng cuồn cuộn, mà bước ra khỏi thuyền thì can đảm không anh em? Can đảm đấy chứ. Nó đòi hỏi một quyết định can đảm. Nó đòi hỏi một quyết định bởi đức tin. Nó đòi hỏi một quyết định mà không kể mạng sống mình là quý. Tôi gọi đó là hành động của đức tin. Đôi khi sự sợ hãi chặn chúng ta lại và khiến chúng ta không nhận được phép lạ. Đôi khi sự sợ tốn kém chặn chúng ta lại và khiến chúng ta không nhận được phép lạ. Đôi khi sợ người đời dị nghị chặn chúng ta lại và khiến chúng ta không nhận được phép lạ. Đôi khi sợ người này người kia chỉ trích chặn chúng ta lại và cuộc đời chúng ta không có phép lạ. Cho nên Kinh Thánh chép là đừng sợ. Ngày hôm nay nhiều người sợ lắm, mà sợ đủ thứ hết rồi. Các bạn, cái gì mà sợ? Đi nhóm thì sợ, đọc lời Chúa cũng sợ, ngồi hát lời Chúa cũng sợ. Sợ đủ thứ. Và nếu chúng ta sợ như vậy thì phép lạ ở đâu? Tôi nói với anh chị em rằng là không bao giờ có. Phi-rơ vượt qua sợ hãi, vượt qua sóng gió để bước ra khỏi thuyền. Và ông đã đi được không anh em? Đi được. Ông đi được. Bài học này tôi gọi là hành động của đức tin. Cho nên hành động của đức tin là một điều gì đó để giúp cho phép lạ được thực thi. Khi hành động đức tin nó đến thì có những điều chúng ta không thể lý giải bằng lý trí. Giống như Phi-rơ, nếu ông ngồi đó ông suy xét, ông nói nước mà nó có đỡ cái chân mình được đâu, làm sao mà mình bước ra đứng trên đó được. Ông ngồi phân tích hồi mà thôi mình ngồi trong thuyền cho nó chắc ăn, đúng không? Ông ngồi phân tích hồi mà thôi ngồi thuyền chắc ăn. Không biết là Chúa thiệt hay con ma thiệt, nó lừa mình bước ra là mình chết, đúng không? Chết ngay, sóng gió đùng đùng á. Cho nên chứ hành động của đức tin
nó đòi hỏi sự can đảm, tiên quyết. Tin nửa vời không bao giờ cái hành động được tin được. Tiên quyết, tiên quyết đó là Chúa nói. Ngài nói rằng Ngài chữa lành, Ngài chắc chắn chữa lành. Đừng để tìm gì cả, tìm sự chữa lành từ Chúa. Ngài nói rằng Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta, chắc chắn Ngài giúp đỡ. Đừng sợ, hãy bước ra, bước chân mình ra. Trên mặt nước là thứ không có gì đỡ mình cả, nhưng cái gì đỡ? Lời Chúa đỡ. Lời của Chúa đỡ Phi-rơ đứng trên mặt nước. Chính lời Ngài là nền tảng. Lời Ngài trong lòng chúng ta là nền tảng để cho chúng ta đứng lên. Đừng đứng trên một nền của con người, đừng đứng trên nền của triết lý nào, đừng đứng trên nền của cảm xúc, đừng đứng trên nền người ta nói. Hãy đứng trên nền lời Đức Chúa Trời, thì nó sẽ nâng anh chị em lên. Chúng ta đọc một câu chuyện để mô tả hơn về cái hành động đức tin một chút xíu, và chúng ta có bài học ở đây nha. Trong Giô-suê chương 6 câu 1 đến câu 20, chúng ta cũng có một cái câu chuyện giúp cho chúng ta hiểu được cái hành động đức tin. Giô-suê chương 6 tôi đọc cho em nghe. Quả Jericho đã đóng cửa mình cách nghiêm ngặt trước mặt dân Israel, không người ra vào. Câu 2, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng: Kìa, ta đã phó Jericho, vua và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một vòng, phải làm như vậy 6 ngày. 7 thầy tế lễ sẽ đi trước hợp giao ước, cầm 7 cái kèn tiếng vang. Nhưng qua ngày thứ 7, các ngươi phải đi vòng quanh thành 7 vòng, và 7 thầy tế lễ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang lên, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình. Các bạn bây giờ anh chị em thấy ai mà đánh giặc cái kiểu này không anh em? Tôi thấy tôi đọc cả lịch sử Việt Nam, Trung Hoa, rồi cổ đại Hy Lạp, rồi các thứ, tôi chưa thấy một tướng nào đánh giặc kiểu này. Phi logic phải không vậy? Tâm trí này không hiểu được. Cái thành Jericho là cái thành mà nó có độ dày là 5 làn ngựa chạy. Nó giống như cái đường cao tốc của anh chị em bây giờ, cái độ dày đó. Thế mà thổi kèn nó sập xuống. Hay thế, này đúng là thua rồi. Thành vậy mà thổi kèn sập thì thôi thôi. Cho nên không hiểu được. Nhưng cái điều mà Giô-suê nhận được là gì anh chị em? Mạng lệnh của Chúa. Giô-suê có lời Chúa không? Và nếu Giô-suê bắt đầu nghe lời Chúa phán xong, bắt đầu ngồi phân tích, chà, có lẽ Chúa nhầm rồi chứ. Hay là Chúa nhầm chứ, làm sao mà cái thành này mà thổi kèn nó sập? Thôi đi, cái này mình làm rồi, thế giới nó đứng ở trên bảo ông này ông khùng rồi, ông sợ quá ông nổi khùng, cho nên ông cứ đi vòng quanh như thế này làm cái gì bảo anh nhé. Cho nên trong cuộc sống đôi khi thế giới nó bảo con cái Chúa là con này khùng rồi, tin Chúa quá thành điên cuồng, điên cuồng rồi, không có những cái hành động lời nói nó không thể tin được. Cho nên khi thế giới bảo chúng ta khùng thì Đức Chúa Trời nói chúng ta sáng suốt nhất thế giới. Còn người khôn ngoan nhất thế giới là người điên dại trong mắt Đức Chúa Trời. Cho nên hỡi anh chị em, Giô-suê cảm ơn Chúa, ông đã vâng lời. Mặc dù lý trí ông không giải thích được, thật sự ông cũng không biết tại sao mà phải đi 6 lần, rồi ngày thứ 7 phải đi 7 lần, không biết luôn. Chúa nói cứ làm. Cho nên tôi nói anh chị em à, muốn nhận phép lạ phải không? Chúa nói cứ làm, đừng phân tích. Chả phân tích gì, Chúa nói sao làm vậy. Và rõ ràng anh chị em thấy á, trong câu thứ 12, trong câu thứ 15, đúng không? Nhưng ngày thứ 7 các người đó dậy sớm, vừa tưng sáng và y như cách trước, đi chung quanh thành 7 lần. Chỉ nội ngày đó họ đi chung quanh thành 7 lần.
Lần thứ bảy những thầy tế lễ thổi kèn, thì Giô-suê nói cùng dân sự rằng: hãy la lên, vì Đức Giê-hô-va đã phá thành cho ngươi. Còn 17, cái thành và mọi vật ở trong đó sẽ bị phú dân cho Đức Giê-hô-va như một vật đáng diệt. Chỉ mình Ra-háp là kỵ nữ với hết thảy những người cùng nàng trong nhà được sống, vì nàng đã giấu sứ giả của chúng ta và sai đến. Rồi, đó là cái câu. Rồi sang câu 20, Giô-suê truyền cho dân sự làm điều đó. Sang câu 20, vậy phải không ạ? Vậy dân sự la lên và những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn bèn la lớn lên và vách thành liền ngã sập. Dân sự leo lên thành, mỗi người ngay trước mặt mình, chúng lấy thành, đưa gươm qua, diệt hết mọi vật ở trong thành, nào nam phụ lão ấu cho đến bò chim và nửa. Anh chị em thấy không? Có những vách thành nào trong cuộc đời của mình? Có những tường thành Jericho nào đang sừng sững trước cuộc đời của mình? Tường thành của bệnh tật, của thất bại, của cây đắng đổ vỡ trong quá khứ, nó sừng sững như thế. Làm sao anh chị em làm cho nó sụp xuống đây? Sức người không làm được, sức ngựa không làm được, súng đạn không bắn được. Nhưng tôi nói với anh chị em rằng, một hành động của đức tin khiến nó sụp xuống. Cái anh chị em cần là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên trở lại với vấn đề, nếu có điều gì đó anh chị em tìm kiếm sự bền vững, hãy tìm kiếm ở nơi lời của Chúa. Có một thứ mà không một vũ khí nào trên thế giới này thắng được, có một thứ mà không một mạnh lực nào có thể khuất phục được. Tôi nói với anh chị em, duy nhất đó là lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có lời Chúa bên trong lòng, không có hoạn nạn, không bệnh tật, không đau yếu, không có thất bại, không có bất cứ điều gì làm anh chị em ngã gục được hết, nếu anh chị em có lời của Đức Chúa Trời bên trong và hành động của đức tin. Cảm ơn Chúa, Giô-suê đã hành động bởi đức tin và tường thành ngã đổ. Nhưng anh chị em ạ, đôi khi hành động của đức tin cũng là hành động do sự cảm xúc bên trong, chứ không nhất thiết phải là một lời phán trực tiếp. Một sự cảm xúc. Tôi lấy ví dụ nha, trong ECT chương 4 câu 15-16. ECT chương 4 câu 15-16. ECT ECT chương 4 câu 15 câu 16. Rồi tôi đọc cho nghe nha. Bà ECT biểu đáp lại cùng mặt đô chê rằng: hãy đi nhóm hiệp các người Juda ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiên cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiên cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua và việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Mặc đôi chê bèn đi và làm theo mọi điều bà ECT đã dặn biểu mình. Anh chị em, dân Juda đang đứng trước một thảm họa diệt vong. Tể tướng Uman bảo là giết sạch. Tôi nói thật sự cái điều đó là một tai họa không gì có thể thay đổi được. Giết sạch. Và bây giờ Mạc Đô Chê nói rằng chỉ có bà ECT là hoàng hậu được yêu quý của vua, may ra mới có thể biến cải cái thảm họa này, làm cho vua thay đổi, mới có thể lật ngược thế cơ. Còn ngoài ra có cách gì khác? Mạc Đô Chê nói với ECT điều đó. Nhưng khổ thay, đã mấy tháng trời rồi ông vua không gặp mặt hoàng hậu ECT. Và ông vua này ông chơi rất kỳ cục, là ông có một cái cây như cây đuổi ruồi vậy đó, mà nó có mấy cái chật ở trên đầu, mà ai mà vô mà không ông không quất cái đó cái là chém đầu liền. Hoàng hậu hay gì cũng chém hết. Ông vua này ông chơi hơi bị ngang đúng không?
ai vô gặp tôi bảo tao không quất cái cây đó là lôi ra chém luôn, không cần xử bắn, không cần xử xét gì đó. Cho nên nghe sư tôi rất là khó xử, một mặt là muốn vâng lời cha nuôi của mình, một mặt là muốn vâng lời mặc đôi che là người cha của mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà đường đột đi vào gặp vua để xin, chắc chắn là bị chặt đầu. Trong hoàn cảnh đó làm gì anh em, làm gì đây? Và ECT có một hành động của đức tin. ECT có một hành động của đức tin. Bà tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân Giu-đa. Bà tin rằng là dân Giu-đa không thể bị diệt bằng cách đó. Bà tin rằng Chúa là đấng nhân từ đầy lòng thương xót. Bà tin như vậy. Nhưng hành động nào? Bà tin rằng bởi sự chúc phúc của Chúa mà bà được ơn trước mặt vua. Bởi vì bà là con gái Giu-đa, bà là dòng dõi được lựa chọn, bà là con cháu của Abraham, là người mà nói rằng ta sẽ chúc phúc cho ngươi ngàn đời, dòng dõi ngươi. Bà tin như vậy. Nhưng tin như thế đủ chưa anh em? Không. ECT còn có một hành động của đức tin. Đó là bà kiêng ăn kiêng uống. Cho nên ở đây là một sự cảm thúc bên trong lòng ECT. ECT không có nghe tiếng phán gì cả. Nhưng ECT cảm thúc một điều rằng nếu con hạ mình, nếu con có hành động của đức tin, đó là con kiêng ăn, con kiêng cầu sự ân điển của Ngài, thì con sẽ được ở. Anh chị em à, anh chị em được ngán Chúa chữa lành phải không? Anh chị em muốn Chúa được giúp đỡ mình giải thoát nan đề phải không? Anh chị em muốn Chúa khôi phục tài chính mình phải không? Anh chị em muốn Chúa khôi phục gia đình mình không ạ? Tôi hỏi anh chị em là hành động đức tin của anh chị em đâu? Cứ ngồi khoanh tay, Chúa ơi con khổ quá, giúp con với Chúa. Tôi nói anh chị em 10.000 năm sau vẫn còn ngồi than. Chúng ta cần cái hành động của đức tin. Anh chị em dám kiêng ăn không? Anh chị em dám bỏ thời giờ với Chúa không? Anh chị em dám có những hành động tương xứng không? Tôi nói Chúa sẽ thưởng cho người nào tìm kiếm Ngài. Alleluia. Cho nên ở đây ECT đã làm điều đó. Và nếu anh chị em đọc hết câu chuyện ECT, anh chị em sẽ thấy thế cờ làm sao? Lật ngược lại. Tể tướng Human bị treo lên cây mọc hình, và dân Giu-đa được hưng thịnh. Anh chị em thấy không? Một hành động nhỏ của đức tin, kiêng ăn kiêng uống 3 ngày, khiến cứu được cả một dân tộc. Tôi khích lệ anh chị em hãy có hành động đức tin. Đó là kiêng ăn. Một câu chuyện thứ hai, Luca chương 19 câu 1 đến câu 10. Đây là một lại một cái khía cạnh khác của hành động đức tin. Anh chị em biết câu chuyện ông này rồi. Có một ông tên là Sa-che, có không? Cái ông này ông lùn thấp, cho nên ông muốn nhìn thấy Chúa. Ông trèo lên cây sung và quắt bẻo trên đó để ông nhìn thấy Chúa. Khi Chúa đi ngang qua, Chúa ngước lên, Chúa nói: tối nay ta sẽ vào nhà ngươi ăn tối. Trong Luca chương 19 câu 1 đến câu 10 chép câu chuyện đó. Vậy Sa-che chạy trước trèo lên cây sung để ngó Đức Giê-xu, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Giê-xu đến chỗ, ngước mắt lên phán rằng: hỡi Sa-che, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-che vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nãy thấy vậy đều lâm băng ngay, lâm băng người mà rằng: người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Xong Sa-che đứng trước mặt Chúa thưa rằng: lạy Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình cho kẻ nghèo, và nếu tôi có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp từ. Và câu số 9, Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hôm nay sự cứu đã vào nhà này. Hành động của Sa-che là hành động của đức tin. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Dĩ nhiên cái chuyện mà ông đền gấp tư cho người ta là chuyện đương nhiên. Đó là hành động ăn năn. Chúng ta không thể gọi đó là hành động đức tin. Anh ăn cướp người ta giờ trả lại bình thường, đúng không? Nhưng trong cái câu chuyện của Sa-che này có một việc hành động bởi đức tin. Đó là gì ạ? Đó là gì ạ? Đó là tôi lấy nửa gia tài mình cho người.
đôi khi anh chị làm việc lành, làm việc thiện, làm việc phúc đức, đằng sau cái mưu cầu một ân điển của Đức Chúa Trời cũng là hành động của đức tin. Anh em đọc trong công vụ sứ đồ chương 10 sẽ thấy còn nay là người không biết Chúa gì cả, nhưng ông thường cứu tế, ông thường cho người nghèo, ông thường ban phát cho người nghèo, ông thường làm từ thiện, làm bố thí. Đó cũng là hành động đức tin của ông. Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ông không phải làm từ thiện để người ta đưa lên TV để mà vỗ tay nói ông này làm từ thiện tốt quá. Ngày hôm nay người ta làm từ thiện kèm theo quảng cáo làm từ thiện để sản phẩm được quảng bá nhiều người biết. Cái từ thiện đó thì anh em được thưởng rồi, nhưng mà cái từ thiện để Chúa thưởng là phải cái từ thiện kín nhiệm, một cái từ thiện trước mặt Ngài, một cái từ thiện đi từ trong tấm lòng của mình để đem lại sự ích lợi cho cộng đồng, đem lại ích lợi cho người khác, mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Điều đó Chúa ghi nhận, và tôi gọi đó cũng là hành động của đức tin. Và Đức Chúa Trời phán, Chúa Giêsu phán, hôm nay sự cứu đã vào nhà này. Đó có phải là phép lạ không vậy em? Phép lạ đấy chứ. Tóm lại, buổi sáng nay tôi muốn truyền đạt đến cho anh chị em điều gì? Hãy đọc lời Đức Chúa Trời, hãy suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, hãy hành động theo lời Đức Chúa Trời. Để làm gì? Tư tưởng, lời nói, hành vi của mình hoàn toàn được biến đổi đúng như Chúa muốn. Không có lời Chúa, không có gì xảy ra. Tiếp theo, trong cái vị trí đúng đắn đó, anh chị em hãy nói với Chúa, cầu nguyện với Chúa, ở với Chúa để nghe được lời của Đức Chúa Trời cho năn đề của mình. Hoặc là anh chị em nghe, hoặc là anh chị em được cảm xúc bên trong, thì hãy có hành động của đức tin. Hãy hành động. Và hành động đức tin là gì? Cầu xin. Hành động đức tin là gì nữa? Kiên nhẫn. Hành động đức tin là gì nữa? Làm việc thiện. Hành động đức tin là những gì đó nó kèm theo cái điều mà đặt để trong lòng của anh chị, để cho Đức Chúa Trời biết rằng anh chị em mưu cầu điều đó là thành thật, anh chị em cầu ước điều đó là hết lòng, anh chị em mong chờ điều đó là cả với trái tim của mình hướng lòng lên Chúa. Tôi gọi đó là hành động của đức tin. Cho nên trở lại anh chị em, khi nào thì phép lạ xảy ra đây? Khi anh chị em có lời này, và khi anh chị em có hành động của đức tin, phép lạ xảy ra, chắc chắn nó xảy ra. Đó là sự thật. Cho nên tôi nhớ lại câu chuyện này trong kinh nghiệm cá nhân của mình. Năm 1998, khi mà khủng hoảng nước Nga đến, gia đình tôi không có việc làm, tiền bạc không, nói chung tất cả những gì mình có là hai con số không tròn qua, không có gì cả. Thậm chí tôi còn bò dưới gầm giường xem nó có rớt cái đồng xu nào vậy đó để mò xem nó đi mua cái bánh mì về ăn tạm, nó không có luôn. Nói chung là sạch sẽ. Và tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nói Chúa ơi, kỳ này Chúa mà không ra tay là chết thật rồi, chứ không phải chết giả nữa, chết thật. Bởi vì là khủng hoảng mà, việc làm không, nói chung tiền thì mất giá các kiểu, kinh khủng. Và những gì mình có là ăn sạch hết, không còn cái gì cả, ăn đến mức độ không còn cái gì cả. Và tôi cầu nguyện như chưa bao giờ từng cầu nguyện. Và đến tầm 4 giờ sáng, Chúa đặt vào lòng tôi một lời mà tôi vẫn nhớ đến tận ngày hôm nay. Trong Cô-rinh-tô 2 chương 8 chương 9, Chúa nói ta là Đức Chúa Trời của con, ta có quyền ban cho con đầy đủ mọi sự dư dật con dùng, và còn rời rộng nữa để con làm đủ thứ việc làm. Hãy tin cậy ta đây. Khi tôi cầu nguyện mà tôi nghe lời đó, lập tức lòng bình an, không còn sợ nữa. Mặc dù tôi chưa có số nào. Anh em lý giải được điều đó không? Chẳng lý giải được. Tại sao không có một xu nào trong túi mà lòng bình an, mà trước đó lại bất an? Bình an không phải vì mình có tiền hay không có tiền, bình an bởi vì có lời Đức Chúa Trời phán cho. Đó là vấn đề. Nhưng
nếu tôi ngồi đó thì chắc cũng không có gì xảy ra. Sáng hôm sau tôi biết ra mình phải có hành động của đức tin, lập tức, mặc dù bụng đói meo nhưng mà vẫn lờ mờ ra chợ. À, cứ đi vòng vo như thế, người ta bảo ông này cũng chắc đi lấy hàng thì sao, nhưng mà thật sự có tiền đâu mà lấy hàng, chẳng có gì cả, cứ đi vòng vo như vậy. Và trong cái sự vòng vo như vậy, như đó, Chúa đã qua một tờ báo lá cải thôi cung cấp cho tôi một việc làm $1,000 một tháng tức thì buổi chiều hôm đó. Và mọi năng đại được ho dài. Nếu tôi ngồi ở nhà tiếp tục rầu rĩ, nếu tôi ngồi ở nhà tiếp tục vui cười với sự bình an mà mình nhận được, chẳng có gì xảy ra. Anh em hãy lắng nghe Chúa nói gì trong lòng và có hành động cụ thể. Nếu ngày hôm nay anh em muốn chữa lành, Chúa bảo là bởi lần đầu của ta ngươi được chữa lành. Anh em dám kiêng ăn 3 ngày không? Hay bảo là dù tôi bệnh này kiêng ăn chắc chết luôn. Người bảo bình thường kiêng còn chết mà bệnh này chắc chết luôn. Tôi nói anh em không chết đâu, yên tâm đi, không chết. Đó. Anh em dám làm những hành động đức tin không? Theo lời Chúa, những hành động đó đưa cho chúng ta phép lạ. Cho nên anh em ạ, hãy có hành động của đức tin để phép lạ được. Tôi biết buổi sáng nay anh chị em mình đến đây có những năng đề, những nhu cầu, những điều nào điều kia. Cho nên sứ điệp buổi sáng nay muốn khích lệ anh chị em làm thế nào để phép lạ xảy ra trên đời sống của mình. Nghe nhiều nhưng mà không bằng thực hành. Nghe nhiều bằng thực hành. Ngày nay người ta nghe nhiều lắm, giáo lý, bài giảng đầy. Vô trên YouTube xem cái ràng trong bài muốn nghe gì nghe suốt ngày cũng được. Thôi, nghe đến nỗi nằm ngủ luôn. Tôi biết có nhiều anh chị em nghe bài giảng là ngủ, mở bài giảng lên để ngủ. Không có bài giảng ngủ không được. Vấn đề là chỗ đó. Nhưng mà vấn đề là không phải nghe bài giảng mà được vấn đề, mà được giải quyết nan đề. Hành động theo những gì mình nghe mới là vậy. Amen nha. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Chúa ban phước cho lời ngài. Chúng ta hãy đứng dậy mình cầu nguyện nào. Và chúng ta tin rằng ngày hôm nay mình áp dụng những gì mình nghe để thấy rằng mọi nan đề của mình được giải quyết, mọi ước mơ của mình được thành sự thật. Anh chị em ơi, hãy có hành động của đức tin. Nào, chúng ta bắt đầu cầu nguyện với Chúa.